Kênh LTK Bonsai mến chào quý cô chú anh chị. Hôm nay kênh trở lại vựa kiển của anh Cang, địa chỉ ở đường Làng Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, để review giao lưu với quý cô chú anh chị một số mặt hàng mai chiếu thủy nu ốc len Cà Mau nhé quý cô chú anh chị, với một số phôi càng thăng ha. Giờ mình gặp anh Cang để giao lưu với anh ha. Chào anh Cang ơi. Rồi, xin chào bà con kênh LTK. Hôm nay mình xin giới thiệu cùng bà con là cây mai chiếu thủy nu ốc len Cà Mau. Cái cây này, cái cây mẹ đây đây, cây này mình đem phôi từ Cà Mau về cũng 5 năm rồi đó. Cây này là hoành 60, cao 1m7, 1m8. Rồi, hoành 60, hoành này vị trí đó. Cây đây anh. Cổ này nè, 60 đó. Này, nó lớn, cây có cành bự hết nha quý cô chú anh chị. 5 năm thì lên được mấy, hồi đó đem về có 50 à. Mấy cái này chắc cũng bự ha. Đây, nè, cái này là một cốt đạn, ở trên đây là chậm, trên đây nhánh chủ nhà quắn lại. Cái này là không phải nu mà khỉ nha, bà con cô chú. Nu ốc len nó chồng chồng nhau ha. Chồng nu. Rồi. Sau này nó bệt nè, nó bệt gia cốc. Cái này anh Cang không có báo giá nghe quý cô chú anh chị. Báo giá qua số điện thoại là 09. Số điện thoại luôn anh. 0939113319. Rồi. Là số Zalo luôn. Giờ mình vô mình giao lưu mấy rồi. Cây phôi ha quý cô chú anh chị. Đây. Rồi mã số 1. Rồi cái mã số 1. Xây dòng đi anh. Đó. Rồi báo thông số đi anh. Rồi, cây này mình để nhánh như vậy luôn, mình ốp lại. Đó, cho bà con về nhân giống. Rồi, cây này cao 50. Cao 50, hoành 26, hoành eo ngay vị trí này, đo cũ luôn. Cũ là 38. Rồi, đó, cây nào cây nhìn có cũ hết ha quý cô chú anh chị. Có nở cũ hết. Là cái giống nu ốc len ha. Cái này cũng mới ha. Rồi xuống ốc len nè, mấy cục nhỏ này chắc ốc gạo quá. Rồi, báo giá đi anh. Rồi, cây này giao lưu cùng cô chú bác anh chị em mình giá 2,5 triệu, bao phí ship. Rồi. Đổi cây. Rồi, cây số 2. Rồi báo thông số đi anh. Cao là 50 luôn. Hoành 28, 29 cỡ 28. Hoành cũ. Hoành cũ đấy là 44. Rồi. Cái cũ rồi. Nó được cái nở cũ. Rồi báo giá luôn. Rồi cây này giá 2,5 triệu luôn. Bao phí ha. Bao phí xếp. Bao sống luôn không? Bao sống luôn. Cây này sức sống mạnh lắm. Rồi cây số 3. Cây này đế lực. Rồi đó, chiều cao đi anh. Chiều cao là 90. Hoành như cái đế như mài vàng 43. Rồi xây nhầm đi anh. Giá giao lưu luôn anh ơi. Rồi giá giao lưu 2,5 triệu luôn cho cây này. Cây mã số 3. Rồi đổi luôn. Cây số 4. Cao là 35. Ủa cao 53. Rồi hoành 27. Rồi. Cũ là 40. Lát mình đo hoành eo thôi. Mình cũ nữa cái ai chốt cây liên hệ anh Cang đo lại ha. Rồi. Cây số 4 này giao lưu giá 2,5 triệu luôn. Rồi. Cây số 5. Mình để nhánh về cho cô chú bác khi mà vận chuyển có gãy một hai nhánh thông cảm thôi nha. Mình để nhánh cho cô chú bác về làm nhân giống luôn. Người chồng dễ sống không anh? Dễ sống. Kéo thẹo mạnh nữa. Rồi cao nó 90 đi.
Rồi. Ngoành nó 23. Đó, xây vòng luôn. Cũng cây nào cũng có củ đế hết nha quý cô chú anh chị. Đó, eo là 23, củ là nó bự hơn. Cây này là một nùi giống luôn nè. Rồi báo rồi. Giá luôn anh. Rồi cây này giá 2,5 triệu luôn. 2,5 triệu đổi cây. Cây số 5 là 2,5 triệu. Bao phí xếp. Rồi cây số 6. Rồi báo thông số đi anh. Cây số 6 chiều cao là 55. Hoành 19. Hoành ra đây nha. Rồi. Dữ là to lắm. Củ này một đống luôn. Củ nó bè nở ra ha. Rồi cây số 6 này giá 2,5 triệu. Bao phí xếp. Rồi đổi luôn. Cây số 7. Rồi cây này cao là 60. Hoành 26. Rồi cây số 7 này giao lưu giá 2,000,000. Cây số 7 giao lưu giá 2,000,000. Rồi đổi luôn. Cây số 8. Cây này do cắt cây bài nha cô chú bác anh chị em mình. Cái số khoáng này bệ đẹp. Rồi đó. Chiều cao 50. 25. Đó cái bệ. Đó giờ của chú bác anh chị em cắt cái bài ra cây. Rồi cây số 8 là giao lưu giá 2,000,000 luôn. Cây số 9. Chiều cao là 50. Hoành 27. Rồi cây số 9 này giao lưu giá 2,000,000 luôn. Cây số 10. Rồi chiều cao là chiều cao nó 40 đi. 33. Rồi, quanh 33. Rồi, cây này cây số 9 này giá 2,000,000 luôn. Cây số 10 chứ. Rồi lên cây 11. Cây này anh em nào chốt thì mình cắt bỏ cái này nha. Này nó giao đi nó sẽ gãy. Để mình phe nu chơi nha. Cắt giật bớt ha. Rồi cắt giật bớt. Cây này cao là 35. Hoành nó là 20. Hoành eo nè 20. Củ nở. Cây này củ bự ha. Củ bự. Rồi cây này giao luôn là 2,000,000 luôn. Mã số 11. Mã 12. Rồi cây này cao 30. Hoành nó 22, 23, 22. Rồi. Đó, đó, cắt này. Rồi, báo giá luôn anh. Rồi cây này giá 2,000,000 luôn. Mã số 12 2,000,000. Rồi mã số 13. Cao là 35. Eo nó 27. Rồi cây này nó có bị tụt da nè. Tụt mà đang kéo thẹo nè. Quay vô cô có chưa?
hẹo kéo mạnh nha, à, đang kéo này mình nuôi là nó kéo mạnh lắm. Cây này không phân thuốc, trồng không phân thuốc nha cô chú bác anh chị em mình, cây trồng để giống bỏ quan. Rồi báo giá anh. Rồi cây này giá 2 triệu luôn, mã số 13, bao phí ship. Cây mã số 14, rồi cây này cao là 70, hoành 25. Rồi mã số 14 này giá 2 triệu luôn, bao phí ship. Mã 15, rồi cây này cao là 60, hoành 26. Rồi để nở ha. Rồi để nở nè. Rồi cây này giá 2 triệu luôn, mã số 15. Rồi mã số 16, cái này mình vừa bán giống vừa bán ấy luôn nha. Rồi cao là 65, hoành 28. Rồi rồi cái mã số này là 1 triệu 16, mã số 16 là giá 1 triệu. Rồi mã số 17, cao là 50. Mấy cái này nó ve qua nữa mình cắt nha cô chú bác anh chị em mình, để nó sợ gãy. Hoành 26. Rồi cây này báo giá là 1 triệu luôn, bao phí ship. Cây mã số 18, cao nó là 60, hoành nó là 20. Rồi cây này giá 1 triệu, bao phí ship. Cây mã 19, kỳ quá hả, đợi luôn, đợi nó hơi nghiêng. Rồi cao là 40 đi, hoành nó 22, 23 đến 22, cũ nở. Rồi đồng giá 1 triệu luôn, mã số 19. Mã số 20, cao 50, hoành 22. Rồi cây này giá 1 triệu luôn, mã số 20. Mã 21, cao 50, hoành 19. Cây này phong cao về cắt trực lắc phong cao. Rồi giao lưu 1 triệu luôn các bà con. Số điện thoại liên hệ là 0939 113319, cũng là số Zalo luôn nha bà con. Mã 22,
cao là 60. Hoành nó 24. Rồi giá 1 triệu luôn. Mã số 22. Mã số 23. Rồi cao là 25. Hoành 26. Cây này giao lưu là 800.000, bao phí ship. Mã số 24. Cây này cao là 47. Hoành 23. Rồi xin giao lưu là 800.000 luôn. Mã số 25. Hết chưa con? Rồi. Mã số cao là 55. Cây mã số 25 cao 55. Hoành 21. 22 cánh 21. Rồi. Rồi giao lưu cây này 800, mã số 25. Rồi đó luôn. Con đứng nép bên màn hình. Cây mã số 26. Rồi đó đi. Cao 70. Hoành 22 cánh 21. Rồi cây này giao lưu 600. Mã số 26. Mã số 27. Rồi cây cao là 47. Hoành 22. Rồi. Cây này giao lưu 600 luôn. Để cho bà con làm giống. Mã số 28. Cây này cắt trực lắc. Mình chim lên ăn cho nó dán được rồi, được rồi. Đó. Giờ cô chú bác cắt trực lắc. Cắt sao đó. Cái gì? Rồi. Cây này cao 40. Eo nó là 22. Rồi cây này 600 luôn. Mã số 28 600. Mã số 29. Rồi cây này lấy gì ở đây thôi. Lấy ra thôi, cao 50. Nữa mình cắt cái này bỏ. Ra thì giữ lên 50, lại cắt bỏ. Rồi hoành 21. Rồi cây này giao lưu 600 luôn. Mã số 29. Rồi mã số cuối cùng của Mai Chú Thủy. Mã số 30. Cao nó là 37. Hoành nó là 16. Rồi cây giao lưu 600 luôn. Mã số 30. Rồi chuyển qua cần thăng. Thăng đẩy ra đưa cái quần xây con. Đây cần thăng nè. Quần 15. Rồi xây ra. Đó. Cây này hoành cũ nha, hoành cũ 15. Rồi. Một cây. Hai cây. Rồi xây được.
Mã số 1, lô số 1. Đây hoành 18, hoành cũ này nè 18. Cây 2. Hoành 29. Mã số 1. Cây 3. Cây 4. Hoành 27. Hoành cũ rải là 27. Cây 5. Hoành 24. Hoành 23. Hoành rải 23. Hoành 25. 8. 27. Lô số 1, hoành 25. Rồi, 10 cây, lô số 1, hoành 27. Rồi, trên Zalo là 1,1 triệu, bao phí ship cho 10 cây. Rồi, bước sang lô số 2, hoành 20. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, cây này hoành 25, 6 cây, 7 cây, 8 cây, hoành 26, 9 cây, hoành 21, 10 cây. Rồi kết thúc lô số 2. 10 cây, cái này hoành 20. Rồi giá 1,1 triệu luôn, bao phí ship. Mã số 3. Lô 3. Mình để 30, 1 cây. 2 cây. 3 cây. 4 cây. 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây. 9 cây. 10 cây. Rồi kết thúc lô số 3. Đồng giá 1,1 triệu luôn. Lô số 4. 1 cây. 2 cây. Rồi hoành 22. 3 cây. 4 cây. Để giáp vòng đi cưng. 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây. 9 cây. Rồi quanh 30, lô số 4. 10 cây. Anh quay, anh để cái tay phía sau đó. Đúng rồi, để cho nó che nó lấy nét. Đúng rồi, ok. Rồi. Rồi 10 cây, giá 1,1 triệu. Cái mã số 4. Mã số 5. Lô 5. 1 cây. 2 cây. 3 cây. 4 cây. 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây. 9 cây. 10 cây. 10. Rồi kết thúc lô số 5, giá 1,1 triệu luôn. Rồi lô số 6. 1 cây. 2 cây. 3 cây.
4 cây. Rồi. 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây. 9 cây. 10 cây. Rồi kết thúc lô số 6, 10 cây, giá 1.1 triệu luôn. Cuối clip. Rồi xin chào bà con. Rồi cuối clip cũng là cuối năm luôn. Xin nhà vườn bonsai Ngọc Cang xin mến chúc bà con cô bác gặp nhiều sức khỏe trong năm mới này. Số điện thoại liên hệ nhà vườn là 0939 11 33 19, cũng là số Zalo luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.